Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Không phải Tiêu Chiến, đây mới là người mà Vương Nhất Bác hẹn hò. Vương Nhất Bác được cho là có mối quan hệ thân thiết với Trình Tiêu. Từ trước tới nay, việc hẹn hò của các ngôi sao Hoa ngữ luôn được người hâm mộ vô cùng quan tâm, là định lưu với hàng triệu người hâm mộ, với Nhất Bác liên tục bị soi hình hẹn hò với các sao nữ khác. Mới đây, người hâm mộ phát hiện nam diễn viên thường xuyên diện đồ đôi với Trình Tiêu, từ các phụ kiện như mũ, giày đến phong cách quần áo và niềm đam mê với nhảy, cả hai đều rất giống nhau. Trọng điểm nhất, với Nhất Bác từng hết lời khen ngợi nữ đồng nghiệp. Khi được MC yêu cầu nêu cảm nhận về Trình Tiêu, nam ca sĩ cho biết, Tiêu Tiêu là nghệ sĩ chung công ty với tôi, cô ấy nhảy múa và ca hát rất giỏi, là một người rất năng động và cực kỳ dễ thương. Được biết, với Nhất Bác và Trình Tiêu là hai nghệ sĩ cùng chung công ty quản lý. Trình Tiêu vốn có xuất thân là thực tập sinh Hàn Quốc và ra mắt với tư cách là idol K-pop, sau đó cô nàng trở lại Trung Quốc và trở thành nghệ sĩ của Nhạc Hoa. Lần sơn sang diễn xuất, trước đây Trình Tiêu và với Nhất Bác đã không ít lần xuất hiện cùng nhau tại một số chương trình và có những tương tác thân mật. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin đồn và người hâm mộ với Nhất Bác cũng khẳng định anh là độc thân, tính cách của nam diễn viên được đánh giá là khá lạnh lùng và khó gần. Gần đây, loạt ảnh với Nhất Bác nắm tay Châu Tấn, Trượt Băng được chia sẻ rầm rộ, đa phần đều khen ngợi nam diễn viên có ngoại hình xuất sắc, hệt như nhân vật bước ra từ truyện tranh. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.